Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3251 Cổ Linh Vương, tôi muốn một ít máu của ông. Nếu như thật sự là như vậy, là có thể thông suốt lý do Cổ Linh Vương lão hóa, chỉ có sức mạnh thời gian mới có uy năng đáng sợ như vậy. Chu Tước trước khi đi nói cho tôi biết, chờ cậu trở thành thần y, có thể tìm cậu đến chữa trị cho tôi. Cổ Linh Vương xuất ra một mảnh lông vũ màu đỏ thấm, đó là ảo ảnh pháp lực của Chu Tước thần quân ngưng tụ thành trên đó có sức mạnh thần thể của Chu Tước Thần Quân. Nhìn thấy bộ lông vũ này, tâm tình bất an của Đường Tuấn giảm bớt rất nhiều, ít nhất Chu Tước Thần Quân sẽ không gây bất lợi cho anh. Đường Tuấn một lần nữa bắt mạch cho cổ Linh Vương, xem xét thương thế. Mấy năm nay tôi một mực ở trong thế giới cổ Linh nghĩ biện pháp trị liệu thương thế cho cổ Linh Vương, nhưng y đạo tôi am hiểu không có trợ giúp lớn đối với cổ Linh Vương. Nếu chuyển sang các thần y khác, thì không tin tưởng bọn họ cậu xuất thế đã cho tôi thấy hy vọng. Tề tinh ở một bên nói. Đường Tuấn kiểm tra thương thế xong, không khỏi lắc đầu, nói cổ linh vương, chức năng thân thể của ông gần như lão hóa toàn bộ, hơn nữa là không thể đảo ngược. Hy vọng tái tạo sức sống không lớn. Cổ linh vương nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm, nói tôi biết sẽ là một kết quả như này. Cái chết cá nhân của tôi chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng thế giới cổ linh không thể bởi vì tôi mà xáo trộn một lần nữa, Tề Tinh cũng thở dài, ông ta cũng là thần y, hơn nữa vì Cổ Linh Vương trị liệu nhiều năm, rất rõ ràng loại thương thế này. Sức mạnh của thời gian là tàn nhẫn và không thể giải quyết được. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, nói Cổ Linh Vương, tôi muốn một ít máu của ông. Biểu tình Tề Tinh có chút quái dị, có chút hoài nghi Đường Tuấn có phải là trả thù riêng hay không, dù sao vừa rồi ông ta cũng đòi huyết dịch từ Đường Tuấn. Cổ Linh Vương do dự một chút, nói, được. Audio điện tử võ tấn bền Ông ta thúc giục pháp lực, một lượng máu to bằng nắm tay của đứa bé bị bước ra ngoài cơ thể, thậm chí còn chứa hai giọt huyết tinh. Sắc mặt cổ linh vương tựa hồ càng thêm già nua. Tề tinh vội vàng thúc giục pháp lực rót vào trong cơ thể cổ linh vương, cổ linh vương mới dễ chịu hơn một chút. Trong quá trình này, đường Tuấn phát hiện pháp lực của hai người tựa hồ là cùng nguyên mà sinh ra. Tề Tinh rót vào pháp lực gần như đều có thể bị Cổ Linh Vương hấp thu. Cổ Linh Vương nói, Tề Tinh là em trai của tôi. Chuyện này người ngoài cũng không biết, xin bác sĩ Đường không nên nói với bên ngoài. Đường Tuấn nhất thời hiểu rõ, khó trách độ dung hợp pháp lực cao như vậy. Đợi một hồi, Đường Tuấn mang theo máu của Cổ Linh Vương rời khỏi cung điện. Trong cung điện chỉ còn lại hai người Cổ Linh Vương cùng Tề Tinh. Tề tinh hỏi, đại ca, anh thật sự tin tưởng cậu ta như vậy sao? Cổ linh vương run rẩy ngồi trở lại ghế, bàn tay già nua vuốt vẻ áo giáp nặng nề, trong mắt lộ ra vẻ hồi tưởng, nói tôi tin tưởng chu tước. Chiến tranh sắp bắt đầu, và tôi không thể do dự nữa. Lúc này đây, rất có thể là trận chiến cuối cùng của tôi. Ánh mắt tề tinh đỏ lên, nói, đại ca, anh hy sinh vì thế giới cổ linh nhiều lắm rồi, đã đủ rồi. Cổ linh vương lắc đầu, nói tôi cũng không phải vì thế giới cổ linh hy sinh, mà là vì chính tôi. Bất kỳ một tu giả nào khổ tu qua hàng vạn năm, ai lại nguyện ý bị coi như rác rưởi, bị quét sạch. Cổ ma kỷ nguyên trước như thế, kỷ nguyên chúng ta cũng như thế. chương 3252 anh hùng đến muộn, hồng nhan giả đi. Đường Tuấn cũng không lập tức trở lại chỗ ở tề tinh an bài cho anh, mà là đi dạo ở một vùng đất nhỏ. Cổ linh vương thân là tu giả cảnh giới thần quân đứng đầu, ở cảnh giới thần quân trình độ vượt trội hơn rất nhiều người. Đường Tuấn muốn tham khảo một hai từ kết cấu và bố cục của vùng đất nhỏ này. Anh đã đi sâu vào độ sâu của lục địa nhỏ này. Nơi này là xuất hiện trước mắt Đường Tuấn, không còn là lục địa tựa như tiên cảnh, sinh cơ bừng bừng, mà là một mảnh đất hoang tràn ngập tử khí vô tận, so với hoang mạc còn hoang vu hơn. Không sinh vật nào có thể sống sót trong môi trường này. Đường Tuấn hiểu thương thế của cổ linh vương đã ảnh hưởng đến căn cơ của tiểu thế giới này. Xem ra, thương thế của cổ linh vương so với tưởng tượng của đường Tuấn còn nghiêm trọng hơn. Tiểu thế giới và tu giả cùng tồn vong. Đường Tuấn thở dài trong lòng một tiếng. Dương Thịnh lúc trước không bị giết, chính là bởi vì thực lực của đường Tuấn không cách nào phá hư tiểu thế giới của đối phương. Mà tiểu thế giới của cổ linh vương đã xuất hiện loại xu thế hoang vu tĩnh mịch này, vỡ vụn chỉ là thời gian sớm muộn. Tiểu thế giới yếu ớt như thế, Tôn Giả dùng nó để chiến đấu như thế nào? Đường Tuấn không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Mất nửa ngày, Đường Tuấn đại khái hiểu rõ kết cấu của mảnh đất nhỏ này, xem như có một tài liệu tham khảo về cách xây dựng thế giới nhỏ tiếp theo của mình. Trở lại chỗ ở Tề Tinh An bài cho anh, Đường Tuấn chuẩn bị kiểm tra máu của Cổ Linh Vương một chút, xem có thể tìm được biện pháp chữa trị cho ông ta hay không. Một giọt máu được tách ra và lơ lửng trong không khí. Ánh mắt Đường Tuấn chăm chú nhìn qua, với tu vi hiện giờ của anh, phối hợp với thần niệm, so với đại bộ phận thiết bị y tế cường đại hơn rất nhiều. Đây là lực của căn nguyên thời gian sao? Đường Tuấn nhìn thấy ở chỗ sâu của máu một cỗ năng lượng ẩn chứa trong đó. Dùng tu vi cổ linh vương, gần như là vạn độc bất xâm, Tích Huyết Trọng Sinh nói không chừng cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại sinh mệnh chi năng trong máu lại bị cắn nuốt cực nhanh. Anh hùng đến muộn, hồng nhan giả đi. Thật sự là ai cũng không thể ngăn trở sức mạnh của thời gian. Trường 3.253 chỉ là phương pháp này không nhất định hữu dụng. Căn nguyên sinh mệnh cùng ngũ hành, sau khi anh bước vào cảnh giới thần quân mới chậm rãi có hiểu biết sơ bộ. Đứng cao bao nhiêu, nhìn bao xa, những lời này thật sự không sai. Khi đường tuấn thúc giục căn nguyên sinh mệnh, một cỗ lực lượng vô hình lấy đường tuấn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài căn bản anh ở nơi này có không ít tiên thảo linh chi, nhưng mấy thứ này trong nháy mắt khô héo, giống như bị tước đoạt sinh mệnh. Đây chính là sự bá đạo của căn nguyên sinh mệnh, cướp đoạt sinh mệnh ngoại giới để dùng cho riêng mình. Trong máu của cổ linh vương, lực thời gian cùng sinh mệnh chi năng của đường Tuấn đang chiến đấu chống lại. Bang, kéo dài một lát, máu trực tiếp nổ tung, hóa thành xương mù máu. Đường Tuấn nhíu mày, anh cũng không hy vọng xa vời có thể trực tiếp hóa giải thương thế do căn nguyên thời gian lưu lại, mà là muốn dùng sinh mệnh chi năng cùng lực thời gian hình thành một cái cân bằng. Nhưng không nghĩ tới lực thời gian lại đáng sợ như vậy. Gia tăng sinh mệnh chi năng rót vào. Đường Tuấn tiếp tục thử, anh tin rằng chỉ cần tỷ lệ của hai thứ hòa giải tốt, vậy khẳng định có thể hình thành sự cân bằng. Mà khi Đường Tuấn tiến hành những thử nghiệm này, cổ linh cương thân ở trong hoàng cung sắc mặt đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói, đây là sức mạnh gì? Khi đường tuấn thúc giục sinh mệnh bổn nguyên cướp đoạt sinh mệnh chi năng của tiên thảo bên ngoài, cổ linh vương cảm ứng được tim đập nhanh, giống như lúc trước đối mặt với căn nguyên thời gian vậy. Chẳng lẽ cậu ta nắm giữ một loại lực căn nguyên? Thần sắc cổ linh vương thần sắc kịch liệt biến đổi thất thường, trong con người già nua chấp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ba ngày sau, tiên thảo linh chi cách chỗ đường tuấn chết hơn phân nửa, những thứ chưa chết cũng đều khô héo rất nhiều. So sánh với thực vật xanh mướt xung quanh, thật sự có chút không hợp. Nếu như không phải Cổ Linh Vương có dặn dò, chỉ sợ đã có người đến hỏi tội Đường Tuấn rồi. Trong phòng, Đường Tuấn nhìn giọt máu lơ lửng trên không trung. Ở sâu trong huyết dịch, có thể cảm ứng được hai cỗ lực lượng ngang nhau đang đối kháng. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra một nụ cười, nói: "Thành công rồi." Trong đại điện yên tĩnh, Đường Tuấn đang biểu diễn với Tề Tinh và Cổ Linh Vương. Khi nhìn thấy lực thời gian và sinh mệnh trong máu hình thành một sự cân bằng gần như hoàn mỹ, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, tôi cũng không có biện pháp trị liệu thương thế do căn nguyên thời gian tạo thành, nhưng có thể dùng phương pháp này làm chậm lại sự chuyển biến của thương thế. Anh đột nhiên nhướng mày, do dự nói, chỉ là phương pháp này không nhất định hữu dụng. Tề tinh khó hiểu, nói, phương pháp này đã thí nghiệm qua, làm sao lại vô dụng chứ? Đường Tuấn chỉ vào giọt máu kia, lại chỉ chỉ cổ linh vương, nói, đây chỉ là một giọt máu của cổ linh vương, những sinh mệnh chi năng này có thể tạm thời cùng lực thời gian trong đó hình thành cân bằng. Nhưng trong cơ thể cổ linh vương có bao nhiêu máu, lại cần bao nhiêu lượng sinh mệnh chi năng khổng lồ. Tề tinh cùng cổ linh vương đồng thời ngẩn ra, cũng nhất thời hiểu được, không khỏi lâm vào trầm tư. Chương 3254 đây là một cánh tay tôn giả. Đường Tuấn ở một bên không nói gì, biện pháp anh đã cho, nhưng cụ thể thực hiện như thế nào vẫn phải xem quyết định của hai người bọn họ. Một lúc lâu sau, Tề Tinh cùng Cổ Linh Vương liếc nhau, tựa hồ hạ quyết định nào đó. Tề Tinh nói, nếu chúng tôi có thể cung cấp đủ năng lượng sinh mệnh, bác sĩ Đường có nắm chắc trong cơ thể đại ca tôi hình thành loại cân bằng này hay không? Đường Tuấn gật đầu, tỏ vẻ có thể làm được. Cổ Linh Vương trầm giọng nói, bác sĩ đường theo tôi. Trước đó đường Tuấn từng thăm dò tiểu thế giới của Cổ Linh Vương, vốn tưởng rằng đã không sai biệt lắm, không nghĩ tới lúc này mới phát hiện tranh lệch rất lớn. Theo tầng tầng phong ấn bị Cổ Linh Vương cởi bỏ, một chỗ trong thiên địa không gian tràn ngập sương mù đen xuất hiện trước mắt anh. Nhìn vào nó, chỉ có ánh sáng mở nhạt. Sương đen nặng nề tựa như màn màu đen che khuất toàn bộ không gian khi thần niệm đường tuấn phóng thích ra ngoài, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi. Những sương mù đen này không phải là sương mù thực sự, mà là các loại cảm xúc tiêu cực ngưng tụ mà thành. Từ đó đường tuấn cảm ứng được không sự cam lòng, phẫn nộ, sát ý và oán hận. Cảm xúc tiêu cực của người nào có thể đáng sợ như vậy? Đường Tuấn kinh nghi. Anh rất nhanh đã nhìn thấy nguồn gốc của những cảm xúc tiêu cực này, không phải là người nào, mà là một cánh tay đẫm máu bị cắt đứt từ bả vai, phía trên còn dính vết máu. Lúc này cánh tay này đang ngang ngược va chạm, giống như có ý thức vậy. Nhưng không gian này hiển nhiên đã sớm bị cổ linh vương thiết lập phong ấn trùng trùng điệp điệp, mặc cho nó bộc phát lực lượng như thế nào cũng vô ích. Con bò sát hèn mọn, lại dám nhốt ta. Quán niệm ẩn chứa hận ý ngập trời truyền ra từ trong cánh tay. Trong lòng đường tuấn giật giật, cánh tay này lại thật sự có ý thức, giống như sinh linh vậy. Suốt cuộc là loại tồn tại gì mới có được cánh tay này, cái loại tu vi này chỉ sợ đủ để kinh thế. Đây là một cánh tay tôn giả. Cổ Linh Vương cũng không có ý định giấu giếm, đem chỗ ở của cánh tay nói cho Đường Tuấn. Đường Tuấn kinh ngạc nhìn về phía Cổ Linh Vương, Cổ Linh Vương cười khổ nói, tôi cũng không có bản lĩnh chém xuống cánh tay tôn giả, chẳng qua là trong lúc vô tình nhặt được. Nhặt được. Cánh tay này lại là Cổ Linh Vương nhặt về. Cổ Linh Vương thở dài, cũng không muốn nói nhiều, chỉ vào cánh tay nói, bác sĩ đường, cậu xem sinh mệnh chi năng trong cánh tay này có đủ hay không. Căn bản không cần cảm ứng, cánh tay này tuy rằng bị chém xuống, nhưng sinh mệnh chi năng trong đó vẫn rất khổng lồ, nếu không cũng sẽ không làm cho cánh tay có ý thức của riêng mình. Nếu đã có thể, vậy thì phiền toái bác sĩ đường. Cổ Linh Vương trịnh trọng hành lễ với đường Tuấn. mươi 3255 thật lố bịch cánh tay đẫm máu dường như đã nghe được cuộc đối thoại này, không thể không phát ra một ý nghĩ, còn bỏ sát hèn mọn, người vẫn chưa bỏ cuộc. Nói như thế nào, ta cũng là một cánh tay tôn giả, người cảnh giới thần quân ngay cả căn nguyên cũng không có nhìn trộm được thì không có khả năng luyện hóa ta. Trong lời nói mang theo khinh thường nồng đậm, cùng sinh linh chân chính không có khác biệt. Ánh mắt đường tuấn khẽ ngưng tụ, hướng cánh tay kia đánh ra một đạo pháp lực. Nhưng pháp lực còn chưa tiếp xúc với cánh tay, còn cách một khoảng đã bị cánh tay phát ra sát khí ngút trời kích động đến biến mất không dấu vết cánh tay cười rộ lên nói ha 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 lại có một con nọ hèn mọn hơn tới chút pháp lực của ngươi cho dù cho ngươi có tu luyện một vạn năm cũng không tới gần ta được ha ha không chắc vậy cổ linh vương khoanh chân ngồi xuống tại chỗ nói với đường tuấn với tu vi của cậu muốn động thủ với cánh tay tôn giả này chỉ sợ còn có chỗ không kịp tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh của tôi trước. Sứt lời, một cỗ pháp lực minh mông như đại dương từ trong cơ thể cổ linh vương bộc phát ra, toàn bộ đều hội nhập vào trong thân thể đường Tuấn. Đường Tuấn cảm giác thân thể mình tựa hồ bành trướng lên, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm lần. Ngay khi anh cảm thấy sắp bị bạo phát, vòng tròn trong đan điền bắt đầu xoay tròn, theo đó mở rộng. Cư nhiên cải tạo thân thể đường Tuấn, khiến anh chậm rãi thích ứng với cỗ lực lượng cường đại bên ngoài này. Cổ Linh Vương khẽ cất một tiếng, ông ta vốn còn lo lắng Đường Tuấn không chịu nổi sức mạnh của ông ta, định thu hồi một phần. Nhưng lại phát hiện Đường Tuấn hấp thu toàn bộ sức mạnh của ông ta, trong lòng không khỏi kinh nghi vạn phần. Trong nháy mắt lực lượng tăng vọt, Đường Tuấn có loại ảo giác giống như ngay cả trời cũng có thể xuyên thủng, anh lại rung động tu vi cường đại của Cổ Linh Vương. Mười người tu hành hàng đầu thần quân bảng quả nhiên rất đáng sợ. Suy nghĩ trong lòng chuyển động gấp gáp, Bàn tay Đường Tuấn hướng về phía cánh tay kia lại đánh ra một đạo pháp lực. Bò sát hèn mọn, cho rằng mượn ngoại lực có thể làm gì ta sao? Thật lố bịch. Bò sát chính là bò sát, Vĩnh Viễn cũng không lật được trời. Nếu ở chiến trường kỳ nguyên, loại cặn bã như ngươi, ta một hơi có thể thổi chết một mảng lớn. Ý niệm truyền ra từ cánh tay đã kích động trong thức hải của mấy người Đường Tuấn. Oanh. Pháp lực của Đường Tuấn đánh vào cánh tay này, hóa thành từng sợi dây thường màu trắng vây khốn cánh tay có vài phần bản lĩnh. bất quá người vây khốn ta có ích lợi gì? cổ linh vương dùng thời gian lâu như vậy cũng không thể luyện hóa ta. lần này cư nhiên tìm loại phế vật này đến, ngươi là muốn khiến ta cười chết sao? nói xong, trong cánh tay còn truyền ra tiếng cười to. nhưng ngay sau đó, tiếng cười đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, làm thế nào có thể? Làm thế nào ngươi có thể hấp thụ sinh mệnh của ta? Sinh mệnh chi năng vô cùng khổng lồ từ trong cánh tay rút ra, theo đường tuấn đánh vào trong cơ thể Cổ Linh Vương. Sinh mệnh chi năng này thâm nhập vào mỗi giọt máu, để thiết lập một sự cân bằng trong mỗi giọt máu. Không. Không ai đáp lại lời nói của cánh tay, Đường Tuấn không ngừng thúc. Chương 3256 các người nói cái gì? Cổ Linh Vương thu hồi pháp lực, mạnh mẽ đứng lên phiến không gian này giống như chấn động một chút. Giờ phút này cổ linh vương không còn là ông lão nửa chân bước vào mộ nữa, mà là một nam nhân trung niên thân hình cao lớn, cơ bắp toàn thân có màu đồng, tràn đầy lực lượng. Đại ca, hốc mắt tề tinh đỏ bừng, không khỏi thất thanh hô. Em trai, cổ linh vương đáp lại. Hai anh em cho nhau một cái ôm lớn. Đường Tuấn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng ấm áp pháp lực của cổ linh vương rời khỏi anh, tuy rằng làm cho anh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng anh cũng hưởng lợi không ít. Một bộ phận nhỏ sinh mệnh chi năng bị mất gần như đều tiến vào trong cơ thể anh, tuy rằng những sinh mệnh chi năng này đối với cổ linh vương mà nói có cũng được không có cũng không sao. Nhưng đối với đường tuấn hiện giờ mà nói lại có ý nghĩa phi phàm, làm cho tu vi cảnh giới anh vừa mới đột phá không lâu củng cố lại hoàn toàn. Cổ linh vương, chiến trường kỳ nguyên là địa phương nào? một lát sau đường tuấn mới hỏi cánh tay kia trước khi ý thức biến mất vẫn luôn nói chiến trường kỷ nguyên điều này làm cho đường tuấn có chút tò mò vẻ mặt cổ linh vương biến đổi do dự một chút mới nói bằng tu vi của cậu hiện tại cũng có tư cách hiểu rõ một ít bí ẩn chiến trường kỷ nguyên là một địa phương đặc thù là nơi mà những người tu hành giữa các kỷ nguyên tiến hành đánh nhau hiện giờ một tu giả kỷ nguyên chúng ta cùng một cổ ma nhất tộc kỷ nguyên đang ở nơi đó chiến đấu giống như tám tinh cổ điện loại chiến tranh này chỉ là trận đánh nhỏ, cho thế hệ trẻ song phương trải qua cơ hội chém giết. Nhưng mà, muốn tiến vào chiến trường kỷ nguyên, ít nhất phải có tu vi cảnh giới thần quân. Thần quân ở loại địa phương này đều là bia đỡ đạn. Tôn giả thỉnh thoảng bộc phát đại chiến, chủ tước thần quân hiện giờ chính là tiến vào kỷ nguyên chiến trường. Trong lòng đường tuấn dùng mình, thần quân là ngưỡng cửa cấp bậc thấp nhất, có thể thấy chiến trường kỷ nguyên này tàn khốc cỡ nào. Cổ Linh Vương nói: Có lẽ qua không lâu nữa, chiến trường kỳ nguyên sẽ lần nữa tuyên bố lệnh trưng binh. Đến lúc đó, cả vũ trụ phàm là người tu hành đạt tới cảnh giới thần quân trở lên đều phải đi tới. Nếu như không tham gia, sẽ bị coi là kẻ thù chung, bị diệt giết chết. Ông ta nhìn qua Đường Tuấn thật sâu, nói cậu ở bên ngoài náo loạn tạo ra sóng gió không nhỏ. Một khi tiến vào chiến trường kỳ nguyên, sẽ khiến cho rất nhiều người ra tay với cậu. Cậu ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút mau chóng tăng thực lực. Đường Tuấn khẽ gật đầu, lần này anh đạt được không ít năng lực sinh mệnh, lại bị pháp lực khổng lồ của cổ linh vương làm dịu thân thể, nói không chừng rất nhanh có thể tiến quân vào cảnh giới thần quân trung kỳ. Tinh vực kỳ lân, trong một hang động bí mật. Lúc này, ở bên ngoài một cái động phủ, ba bốn người tu hành cảnh giới thần quân đang chờ đợi, trên mặt tràn ngập vẻ mặt lo lắng. Thần tử bế quan lâu như vậy, chỉ sợ còn không biết đường tuấn ở bên ngoài náo loạn lớn như vậy, thậm chí có thể làm người tu hành cảnh giới thần quân hậu kỳ bị thương nặng. Nếu thần tử biết, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Đạo nhất thần tử chính là kỳ tài, luôn luôn không coi đường tuấn là đối thủ. Nếu biết, chỉ sợ là một đả kích không nhỏ đối với anh ta. Các người nói cái gì? Chương 3257 cắn nuốt tiên quang cấm kỵ. Ngay khi mấy thần quân thấp giọng nghị luận, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Động phủ cấm chế bị rút đi, một thân khí chất tựa như Lăng Trần tiên nhân, đạo nhất thần tử từ trong đó đi ra. Ánh mắt anh ta nhìn mấy vị thần quân vừa nói chuyện, lại nói các người vừa nói cái gì? Mấy thần quân hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khổ sở. Cuối cùng vẫn có một vị thần quân chậm rãi mở miệng, đem chuyện xảy ra ở Định Long giới nói ra. Đạo nhất thần tử trầm mặc hồi lâu, Cuối cùng mở miệng nói, người xác định anh ta lấy cảnh giới thần quân sơ kỳ đánh bại ba người Đông cực lão tổ. Anh ta hiện giờ đã bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ, tự tin cũng có thể đánh bại Đông cực lão tổ là người tu hành cấp bậc. Nhưng nếu là ở không lâu trước, thời điểm anh ta vẫn là cảnh giới thần quân sơ kỳ, đạo nhất thần tử rất rõ ràng bản thân làm không được. Vâng, anh ta khi đó vừa mới vượt qua thiên kiếp, không chỉ một người nhìn thấy. Những lời này rất nặng nề, làm cho tình cảm vui sướng khi đạo nhất thần tử đột phá nhất thời tiêu tan cắn nuốt tiên quang cấm kỵ lấy cảnh giới thần quân sơ kỳ đánh bại cảnh giới thần quân hậu kỳ không ai không ở đây nói rõ thiên phú và chiến lược của đường tuấn với đạo nhất thần tử đã vượt qua anh ta để cho người an bài một chút tôi muốn chuẩn bị đi chiến trường kỷ nguyên một lúc lâu sau nói thần tử mới chậm rãi nói ra một câu như vậy Mấy thần quân nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, thần tử không thể được. Tôn giả có dặn dò, người nhất định phải đột phá đến cảnh giới thần quân hậu kỳ mới có thể tiến vào chiến trường kỳ nguyên. Bọn họ cũng là thần quân, tự nhiên biết chiến trường kỳ nguyên đáng sợ như nào. Đạo nhất thần tử trầm giọng nói, các người đi an bài là được rồi. Có một thần quân ngoảnh mặt, nói thần tử, ngài muốn đi chiến trường kỳ nguyên không ngại trì hoãn một đoạn thời gian. Hiện giờ Mộ Thanh tiên tử của thế giới Cổ Linh đang tìm bạn đời. Bọn họ đều biết tình cảm của Đạo Nhất thần tử đối với Mộ Thanh tiên tử, có lẽ có thể dùng biện pháp này tạm thời đè xuống ý niệm Đạo Nhất thần tử muốn tiến vào chiến trường Kỳ Nguyên. Ai biết Đạo Nhất thần tử nghe xong, ánh mắt chỉ lóe lên một chút, vẻ do dự chợt lóe lên trên mặt, lạnh lùng nói, cô ấy cũng không phải vì ta mà tìm bạn đời, ta đi làm gì? Được rồi, ta đã quyết định đi chiến trường Kỳ Nguyên, nếu như các người không thể quyết định thì đi thông chi minh thần quân. Ánh mắt anh ta nhìn về phía xa xa, thấp giọng nói, nơi đó là hai thời đại cường giả đứng đầu va chạm, có lẽ có thể chân chính kích phát ra tiềm lực của ta, để cho ta nhất cử nhất động vượt qua anh ta. Đường Tuấn, tôi ở đó chờ anh. Gần như cùng một lúc, Long Tộc nhận được tin tức này. Ngao Vấn Thiên không nói hai lời, lúc này. mươi 3258 vực thương lãng, nhà họ mộ. Quê hương của Mộ Thanh nằm ở vùng ven thế giới cổ linh, gọi là vực Thương Lãng. Từ rất lâu trước kia, vực Thương Lãng rất nổi tiếng ở trung ương ngân hà. Bởi vì nơi này có rất nhiều thầy thuốc lợi hại, thậm chí ở một số thời đại xuất hiện vài vị thần y. Cho nên còn được người ta gọi là quê hương của thầy thuốc. Nhưng sau trận chiến đó, vực Thương Lãng gần như trở thành phế thổ. Nhưng trải qua mấy vạn năm tính dưỡng dưỡng tức, vực Thương Lãng chậm rãi khôi phục so với thế giới cổ linh khổng lồ mà nói vực thương lãng nhỏ hơn nhiều gần đây chấn động ở vực thương lãng không thể nghi ngờ chính là việc mộ thanh tiên tử tìm bạn đời vực thương lãng tuy rằng so với trung ương ngân hà mà nói có chút xa xôi nhưng một ít tin tức vẫn là tương đối linh thông biết mộ thanh hiện giờ sư tổng độ nghiệp điện hơn nữa trong tinh hải nghe nói có mấy thần tử đang theo đuổi cô ấy đồng thời bản thân cô ấy cũng rất có khả năng trở thành một vị thần y đủ loại nguyên nhân khiến cho rất nhiều người vô cùng hứng thú với cuộc hôn nhân của mộ thanh. Rất nhiều đại thiếu gia trẻ tuổi của các gia tộc đều chạy tới vực thương lãng. Mặc kệ có phải là bởi vì tình yêu hay không, nếu như cuối cùng có thể cưới một vị tiên tử như vậy về nhà, bất luận là đối với thực lực gia tộc hay là mặt mũi, đều là chuyện cực tốt. Vực thương lãng, nhà họ mộ Vực thương lãng bị phá hủy trong chiến tranh mấy vạn năm trước, nhưng những năm gần đây đã được khôi phục. Nhà họ Mộ trước khi Vực Thương Lãng chưa bị hủy chính là đại tộc ở đây. Vực Thương Lãng bị hủy, trung tầng nhà họ Mộ gần như đều chết trong trận chiến kia, chỉ còn lại giả yếu bệnh tàn. Bất đắc dĩ, nhà họ Mộ chỉ có thể đi xa. Mấy vạn năm này, tình cảnh nhà họ Mộ vẫn không tốt lắm, thẳng đến trăm năm gần đây, nhà họ Mộ có một Mộ Thanh. Một người phụ nữ có khả năng trở thành một thần y. Nhà họ Mộ cường thế trở về Vực Thương Lãng. Tuy rằng còn không có cảnh giới thần quân tọa chấn, nhưng không ai dám khinh thường. Bởi vì không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần mộ thanh trở thành thần y, loại thân phận địa vị này so với cảnh giới thần quân bình thường có thể cao hơn nhiều lắm. Nhà họ mộ nằm ở trong một mảnh sơn mạch tên là Thương Bắc Sơn ở vực Thương Lãng. Từng tòa động phủ phúc địa bố trí đan sen, các loại động vật quý hiếm không sợ hãi người là chút nào, một hình ảnh vô cùng hài hòa nhà họ mộ tuy rằng trải qua kịch biến nhưng trải qua mấy vạn năm tính dưỡng sinh tức hiện giờ cũng coi như nhân đinh vượng thịnh mộ thanh ở chỗ nhất mạch này được định là dòng chính bên ngoài một tòa động phủ ở trung tâm của nhà họ mộ một đám đàn ông trẻ tuổi xếp hàng nhà họ mộ quả nhiên là trở mặt chẳng qua là tìm một chàng rể mà thôi lại còn cần nhiều nhận định như vậy đúng vậy nói cái gì tu sĩ động hư cảnh không chiêu mộ không phải bác sĩ không chiêu không có thành ý người không chiêu. Các loại điều kiện loạn thất bát tao, ít nhất phải thỏa mãn hai cái, gần như có thể so sánh với khảo hạch của đội Hắc hổ. Các người không muốn tham gia có thể đi, nhưng chỗ cho chúng tôi. Có người ở phía trước đang phàn nàn, người phía sau trực tiếp hét lên. Chương 3259 tôi muốn gặp mộ Thanh một lần. Nhưng căn bản không có ai rời đi, có thể lưu lại đều là có lòng tin có thể thông qua nhận định sơ bộ vạn nhất cuối cùng thông qua trùng trùng điệp điệp, ôm được mỹ nhân trở về, đó sẽ là một chuyện may mắn. Ai sẽ thực sự ngu ngốc đến nỗi người khác nói một hoặc hai từ và rời đi? Xếp hàng thật tốt, đừng ẩm ý. Những người này lúc xếp hàng, ở một bên còn có mấy người trẻ tuổi của nhà họ mộ đang duy trì trật tự, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo thần sắc kiêu căng. Có người trêu chọc mấy người trẻ tuổi của nhà họ mộ nói, mộ Xuân Nhu, mộ Dương Quan, mộ Tùy Vân, Nhà họ Mộ các người coi như là một người làm quan, gà chó lên trời. Bằng không với tu vi của các người, cũng dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ đối với chúng ta. Cô gái duy nhất trong ba người Mộ Xuân nhu lạnh lùng nói, "Mộ Thanh là chị họ của chúng tôi, chúng tôi cũng là vì hạnh phúc của chị ấy mà suy nghĩ, lời anh nói là làm sao?" "Ha ha, các người nói lời này muốn mặt mũi sao?" Ai không biết nhà họ Mộ các người đã sớm lén lút cùng một ít gia tộc lớn ưu tú trẻ tuổi giao dịch. Chỉ cần cho các người đủ chỗ tốt, các người sẽ nói tốt với Mộ Thanh, thậm chí an bài cơ hội ở chung. Đây chính là những ý của các người với Mộ Thanh đúng không? Không sai, nếu chỗ tốt đủ lớn mà nói, tôi đoán nhà họ Mộ các người có thể đem Mộ Thanh trực tiếp bán đi. Có người không chút khách khí châm chọc nói. Mộ Xuân nhu sắc mặt đỏ lên, nói các người còn dám hồ ngôn loạn ngữ thì đừng trách tôi đuổi người. Đúng lúc này, ở phía xa trên bầu trời một đạo hồng quang xẹt qua, rơi vào trước động phủ nhà họ mộ. Hồng quang tiêu tán, hóa thành một người đàn ông trẻ tuổi anh khí bức người. Một người đàn ông bên cạnh mộ Xuân Nhu lập tức nghênh đón, cung kính nói, một tiềm công tử. Một tiềm công tử ném nhẫn không gian cho người đàn ông, nói, mộ dương quan, đây là thứ anh muốn. Mộ dương quan nhận lấy và cảm nhận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liên tục nói tôi lập tức an bài gặp mặt cho ngô tiềm công tử. Lúc nói chuyện, vẻ mặt anh ta cung kính nghênh đón ngô tiềm vào trong động phủ. Mộ Xuân Nhu, sự thật ở trước mặt chúng ta, cô còn có gì để nói không? Có người châm chọc nói. Mộ Xuân Nhu hừ nặng nề một tiếng, không chút xấu hổ nào, nói ngô tiềm công tử đã hẹn với chị họ mộ thanh từ rất sớm. Nếu ngươi nói thêm những lời vô nghĩa, ngươi sẽ phải đi ngay lập tức theo cô ta thấy, những tên xếp hàng này không có ai xứng với chị họ mộ thanh của mình. Bọn họ đều nghèo và chua ngoa, cô ta thậm chí không thể nhận được bất kỳ lợi ích gì. Tuy rằng mộ Xuân Nhu nói chuyện khắc nghiệt, nhưng trong đội ngũ thật dài vẫn không có ai rời đi. chương 3260 tiểu tử một thân nghèo phèn, không có gì để vớt. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi thân hình thoạt nhìn có chút gầy gò, trên người tựa hồ còn tản ra dược hương nhàn nhạt. nhạt. Mộ Xuân Nhu nhìn anh ta một cái, trong lòng rất nhanh đưa ra đánh giá, tiểu tử một thân nghèo phèn, không có gì để vớt. Nhưng cô ta vẫn nói, nơi này ai không muốn gặp chị họ mộ thanh của tôi, nếu anh muốn gặp thì ngoan ngoãn xếp hàng đi. Đúng vậy, anh cũng không phải ngô tiềm công tử, dựa vào cái gì không xếp hàng. Một nhóm người cũng hét lên. Người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh nói, cô hãy nói với mộ thanh, tôi là dược đường. Người tới chính là Đường Tuấn, chỉ là bây giờ anh lại huyễn hóa thành dược đường. Mộ Xuân Nhu gay gắt nói, tôi mặc kệ anh là dược đường hay hải đường gì, muốn gặp chị họ Mộ Thanh thì ngoan ngoãn xếp hàng cho tôi, đừng nghĩ muốn làm đặc thù. Một bàn tay của cô ta giơ lên, trên cổ tay có một chiếc vòng tay bạch ngọc nở rộ ra một luồng ánh sáng, đánh về phía Đường Tuấn. Mộ Xuân Nhu tu vi bất quá là cảnh giới hợp thể sơ kỳ, nhưng giờ phút này luồng ánh sáng này lại đủ để đả thương đến tu sĩ động hư cảnh. Hiển nhiên vòng tay là một món bảo vật không tồi. Hử! Đường Tuấn nhướng mày, thân hình nhoáng lên một cái, tránh thoát một kích này, lưu lại mấy tàn ảnh. Những người này dù sao cũng là người thân của mộ thanh, anh thật sự không muốn ra tay với bọn họ. Chị Xuân Nhu, người nọ lẻn vào trong nhà rồi. Một người nhà họ mộ khác, một tùy vân vội vàng hô lên. Mộ Xuân Nhu dậm chân, tức giận nói chị nhìn thấy. Em ở bên ngoài nhìn bọn họ xếp hàng, bây giờ chị đi vào, tuyệt đối không thể để cho anh ta nhìn thấy chị họ Mộ Thanh. Nói xong, thân hình Mộ Xuân Nhu khẽ động, vội vàng vọt vào nhà họ Mộ, muốn ngăn cản cái tên vô pháp vô thiên kia. Không gian bên trong nhà họ Mộ thật lớn, bên cạnh một tòa bình hồ có diện tích gần ngàn thước, Mộ Thanh đang ngồi ở trong đình đọc một quyển sách y một cỗ khí tức siêu phàm từ trên người cô ấy trong lúc vô tình tản mát ra, biểu hiện ra tu vi ngày càng cường đại của cô ấy, chỉ sợ cách cảnh giới thần quân chỉ có một bước không xa. Mà cách bình hồ không xa, mộ dương quan đang mang theo vị ngô tiềm công tử kia nhìn mộ thanh từ xa. Ngô tiềm công tử, đó chính là chị họ mộ thanh. Trong lời nói mộ dương quan có kính trọng, cũng có sợ hãi. Ngoại giới đều nói nhà họ mộ hiện giờ là dựa vào mộ thanh một mình chống đỡ, cái này quả thực không có sai. Nhưng nhà họ mộ lớn như vậy, lại cần dựa vào một cô gái mới có thể sừng sững ở vực thương lãng, thật sự làm cho mộ dương quan vì phận nam nhi mà có chút xấu hổ, tức giận. Người nhà họ mộ như anh ta không ít, bọn họ muốn đem mộ thanh gả ra ngoài, hoặc là nói là bán đi, đổi lấy bảo vật đủ để cho nhà họ mộ cường đại hẳn lên. Như vậy nhà họ mộ cũng không cần dựa vào mộ thanh. Mộ dương quan trầm giọng nói, tôi đã mang anh tới nơi này, còn lại anh tự mình xem. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 173